Ngày 29 tháng 7, bà LTTT, 55 tuổi, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bị người đàn ông trộm 3 thùng bia tại quán. Tuy nhiên, bà đã giằng lại được 2 thùng. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 27 tháng 7 tại quán bán bia Nước Giải Khát trên đường Đoàn Nguyễn Tấn, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Thời gian trên, người đàn ông đi xe tay ga ngang tiệm tạp hóa của bà T rồi quay lại bước nhanh vào trong. Người này bê ra 3 thùng bia, bỏ lên xe rồi tháo chạy. Bà T từ trong chạy ra, hô hoán đuổi theo giằng lại. Người đàn ông loạn choạng tông trúng chậu cây làm rơi 2 thùng bia. Bà T đứng lại bất lực nhìn kẻ trộm tháo chạy. Người này bự con đi xe tay ga, mấy hôm trước người này cũng trộm mất 2 thùng bia, bà T nói thêm. Chủ quán sau đó không trình báo công an, clip được chia sẻ trên mạng để người dân cảnh giác. Cô ngoài đây nè, cô ngoài hẻm cô vừa đi vô là nó đậu xe ngay trước đó đó, giờ cái nó đi vô đây nè, nó ôm 3 thùng luôn. Giờ bắt đầu nó chất lên xe, cái cô thấy cô là ơi, cái bắt đầu cái nó bỏ lên xe, cái nó chạy cô đã, cô ghi, nó sàn lại tuốt đặng nó làm rớt xuống 2 thùng. Còn lại 1 thùng chạy luôn. Cái chà la lên có một mình chủ quán nó chạy ra thôi chứ còn ở đường vắng que không ai á. Tính ghi lại bắt lên, bắt nó đó, bắt nó mà bắt không được, ghi đang bắt lại á, mà bắt không được nó bự con quá nó đường. Với phần nó đi với xe lắc á. Bự quá vậy làm không lại nó đó chứ tính đạp đó, đạp quýnh quá chưa kịp đạp nó. Sao chạy lên trước đạp nó thì nó chạy luôn sao, cái bắt đầu ở dưới sao mới đầu mới ghi đang la đang có người này kia lại ra mới bắt được nó. Nó tung cái nó chạy lên kia nó sàn nó vớt xuống 2 thùng, còn có thùng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.